Tiếp theo là sẽ là cái phần tìm kiếm hình ảnh. Tìm kiếm hình ảnh thì các bạn sẽ có cái tab hình ảnh này. Ví dụ như mình tìm kiếm cái từ khóa là Noel đi, tại vì cũng Noel sắp tới rồi. Hình ảnh. Mình sẽ Noel thôi. Ok. Thì khi mà mình tìm kiếm từ khóa Noel á thì nó sẽ cho ra những cái hình ảnh liên quan đến Noel. Thì ở cái tab hình ảnh tìm kiếm hình ảnh này á, nó cũng sẽ có cái công cụ lọc cho các bạn nè. Đó, ở đây. Thì đầu tiên là cái bộ lọc về kích thước. Đó, kích thước thì các bạn muốn lớn, ví dụ như các bạn muốn tìm hình ảnh chất lượng cao thì các bạn sẽ chọn từ khóa là lớn, ấy lộn, chọn cái bộ lọc lớn. Thì nó sẽ hiển thị những cái hình ảnh mà có độ phân giải cao. Và tiếp theo là trung bình, biểu tượng thì nó nhỏ. Biểu tượng thì đa phần là những cái icon, những cái gọi là dùng để mà làm cái avatar hoặc là những cái icon trên web. Cái này sẽ phù hợp với các bạn nào mà thiết kế web. Và đây là cái lọc lớn hơn thì nó sẽ lớn, nó sẽ có cái những cái tiêu chuẩn kích thước như là chỉ chọn những cái hình nào mà lớn hơn cái kích thước sẵn này. Ví dụ như mình tìm những cái hình nào mà nó có cái kích thước là lớn hơn 1600 nhân 1200. Đó. Nó lớn hơn. Chính xác đây nè, có nghĩa là các bạn sẽ tìm cái này là nó chính xác luôn. Ví dụ như là các bạn muốn tìm cái hình ảnh nào đó có cái chiều rộng và chiều cao mà các bạn muốn chính xác. Ví dụ như là mình muốn cái hình ảnh nào mà có chiều rộng 300 và chiều dài, chiều cao là 600 chẳng hạn. Đây, thì nó sẽ chỉ hiển thị những cái hình ảnh có cái kích thước đúng như vậy thôi. Không có cái nào mà nó khác hết. À, thì cái bộ lọc đầu tiên là cái bộ lọc về hình ảnh. Tiếp theo là cái bộ lọc về màu. À, thì màu thì mình sẽ chọn những cái hình ảnh mà những cái màu đỏ thôi hoặc là màu gì đó. À, thì cái này các bạn có thể lọc sau ha. Về loại thì bao nhiêu khuôn mặt, ảnh, hình mẫu, hành động này nọ nè. À, về thời gian thì cũng giống như cái kia thôi, mình sẽ chọn như hình ảnh tùy vào cái thời gian mà nó được cập nhật trên Google. Quyền sử dụng cái này là mấy cái hình ảnh mà như bản quyền gì đó, thì cái này các bạn tìm hiểu sau ha. À, rồi ok xong. Thì đó là một cái số bộ lọc mà cơ bản để các bạn có thể chọn được những hình ảnh mà các bạn mong muốn chính xác nhất. Cái này thì phù hợp với những bạn nào làm thiết kế ha. Ví dụ các bạn muốn tìm hình ảnh gì đó thì các bạn cứ lên đây mà tìm theo từ khóa và cái bộ lọc này thì các bạn sẽ tìm được những hình ảnh mà các bạn cần nhất. Về riêng cái từ khóa thì mình có một cái mẹo nhỏ là các bạn, ví dụ các bạn tìm từ khóa mà các bạn muốn tìm về, đối với bạn làm thiết kế ha, thì các bạn ví dụ các bạn tìm từ khóa là PNG, như là những cái hình ảnh mà nó có thể tách sẵn rồi đó, thì các bạn sẽ ghép nó dễ hơn, không cần phải về tách nữa. Thì các bạn sẽ tìm thêm cái từ, thêm cái đuôi ảnh là PNG, hoặc là các bạn muốn tìm hành động thì bạn thêm cái từ GIF ở phía sau từ khóa chính, thì có thể là các bạn sẽ dễ tìm được một cái hình nào đó nó là hình GIF hành động đó. Đây, ví dụ như đây mình tìm được cái hành động mình muốn. Ok, đó là tìm kiếm hình ảnh. Và ngoài ra các bạn có thể nếu các bạn có một cái hình ảnh nào đó, các bạn như ví dụ như các bạn có một cái hình, ví dụ như là cái hình này đi, các bạn muốn tìm nguồn gốc của hình này thì các bạn sẽ vào trang image.google.com, các bạn sẽ up nó lên. Có hai tùy chọn là các bạn có cái link ảnh sẵn ở trên mạng rồi, hoặc là tải lên. Ví dụ như cái hình hình này đi. Đó.
nó sẽ hiện cái này các kết quả liên quan. Thì cái này thì nó hình này hình này mình tự làm, mình thử ra là nó không có bóp lịch trên mạng nên sẽ không tìm được kết quả, nhiều kết quả được. Còn như cái hình lá cờ đi, ví dụ như hình lá cờ nè, mình bảo đảm là mình search là nó sẽ ra rất là nhiều luôn, bởi vì hình lá cờ Việt Nam thì chắc chắn là nó phải nhiều rồi đó, thấy không? Rất là nhiều kết quả luôn, những kết quả liên quan, những kích thước liên. Nhưng mà cách đây mấy năm thì Google nó đã có cái cập nhật trên web để mà các bạn có thể tìm kiếm hình ảnh liên quan hay là giống ngay trên cái trên mạng luôn. Ví dụ như là ở trình duyệt Chrome, Google Chrome này nè, mình có cái hình ảnh, ví dụ như mình muốn tìm cái hình ảnh này nè, mình muốn biết là cái hình ảnh gốc của thằng này là nằm ở đâu, hoặc là mình muốn tìm kích thước lớn hơn, thì mình sẽ ấn chuột phải và chọn cái tùy chọn là search Google for image này, ấn vào thì nó sẽ cho tìm những hình ảnh liên quan. Thì cái hình này nó không có hình liên quan, ý là không có cái hình nào khác nữa, chắc là cũng hình tự thiết kế, hình thử ra là không có cái nhiều tùy chọn. Mình sẽ tìm cái hình khác đi. Ủa, hình này chứ không có đâu, ví dụ hình này đi. À, ví dụ như mình muốn tìm hình của anh này đi, cái anh chàng này, muốn tìm hình gốc, mình muốn tìm hình to hơn hay gì đó. Đây, nó có cái những tùy chọn nè, kích thước nè, thấy không? Đó, thì đây là một tính năng mà mình thấy là còn nhiều bạn chưa có tận dụng được. Ví dụ như là các bạn thường là các bạn thấy một cái hình nào đó trên mạng và các bạn không biết nó gốc nằm đâu, các bạn phải hỏi mất công. Ví dụ là những cái hình mà nó các bạn muốn điều tra lý lịch của cái hình này, các bạn chỉ đơn giản là các bạn ấn cái vào cái search Google for image này nè, là các bạn sẽ tìm được cái thông tin lý lịch của cái hình này thôi. Rất là dễ. Tại vì Google thì nó sẽ hiện tất cả các như thế này. Quá đơn giản luôn. Ok, thì nãy giờ thì mình cũng có làm video hướng dẫn về cái này rồi, về cái search Google. Thì riêng về cái search hình ảnh này thì các bạn có thể là mình sẽ làm một video cụ thể hơn sau. Cơ bản là cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng Google là chính. Vậy thôi. Rồi, ok, thì video đây là kết thúc. Thì qua cái video này á, thì mình hy vọng là các bạn sẽ có thể làm chủ được cái tính năng tìm kiếm trên Google và có thể tự mình tìm kiếm được những thứ mà mình muốn trên cái thế giới Internet bao la rộng lớn này. Bởi vì thực sự là mình thấy hiện tại có nhiều bạn chưa có tận dụng được Google, và cái gì cũng chưa có lên tìm kiếm hết mà đã hỏi rồi. Những thứ rất là cơ bản thôi. Thì thay vì mất thời gian chờ đợi câu trả lời thì tại sao các bạn không tự tìm kiếm được, đúng không? Rồi. Vậy thì chúc các bạn thành công ha. Thì các bạn có thể có thắc mắc gì hoặc là muốn giao lưu về đồ họa hoặc là nhiếp ảnh gì đó, các bạn có thể tham gia group trên Facebook. Địa chỉ là như đây. facebook.com/group/vietdesigner.net. Tham gia group để mà cùng nâng cao kiến thức, và các bạn cũng có thể tham gia trang YouTube của VietDesigner ở địa chỉ là youtube.com/vietdesigner.net để mà theo dõi các video về đồ họa của VietDesigner.